quà anh chị em thân mến. Khi chúng ta cử hành chuỗi ngày thứ ba của trang ngày hôm nay, chúng ta cũng cử hành luôn trong tháng đề này một loạt của ba nghi thức gọi là nghi thức kiểm hạnh, tiếng Mỹ gọi là series of scrutinies. Một loạt ba nghi thức này mà hôm nay chúng ta cử hành nghi thức thứ nhất được dành cho những người đã được tuyển chọn. Và mục đích của nghi thức kiểm hạnh mà chúng ta sẽ có trong thánh lễ ngày hôm nay và thánh lễ trong hai tuần kế tiếp gồm có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là giúp cho những người được tuyển chọn tiếp tục tìm kiếm những gì tội lỗi và những gì còn đang bị phá hoại trong cuộc sống tâm linh của họ. Và mục đích thứ hai là tiếp tục mời những người tuyển nhân phát triển những gì tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Thành ra với cái một hành tích như vậy, các bài đọc được chọn để giúp cho họ có thể trong cái bước này tìm kiếm những gì còn xấu, còn tội lỗi và phát triển những gì còn tốt. Và các bài đọc cũng giúp cho họ luôn được có một cái niềm ao ước được Thiên Chúa rửa sạch những tội lỗi và được Ngài cứu chuộc. Sở dĩ nó quan trọng là tại vì người tuyển nhân này đang đợi đến đêm phục sinh khi họ được nhận các nghi thức khai tâm, rửa tội, rước lễ và thêm sức. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là các bài đọc ngày hôm nay không áp dụng với chúng ta. Đúng, chúng ta những người Công giáo đã được Chúa, đã được rửa tội, được rước lễ máu Chúa và được thêm sức. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải tiếp tục nhìn vào cuộc sống của mình, tìm kiếm những việc tội lỗi, những việc yếu ớt và phát triển những điều tốt. Dựa trên bài đọc thứ nhất trong sách Khởi Hành và bài Tin Mừng cho Thánh Gioan, bài chia sẻ tin mừng của con ngày hôm nay sẽ về một chữ. Đó là chữ khát, khát nước. Thường thường nếu con nhớ không lầm thì ngay từ nhỏ con đã được dạy là nếu có khách đến nhà nhớ mang nước ra hầu người ta. Nước trà cũng được, nếu không có nước lọc cũng được, mà nhớ phải lọc và mang nước chúng ta uống. Khát, chúng ta gặp trong bài đọc thứ nhất trong Khởi Hành, những người Do Thái trên đường đến đất hứa, nhưng trên đường này tại vì họ khát quá, họ một cách họ phàn nàn với Chúa, họ kêu lên rằng sao Chúa lại mang chúng con ra khỏi đất Ai Cập để chúng con chết khát ở nơi đây. Không những họ phàn nàn, một cách họ còn nguyền rủa cái mạng sống của họ. Nhưng khi họ khát nước, họ cần nước, nhưng họ không nhận ra rằng họ đang khát một Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe trong bài đọc là chỉ có Thiên Chúa mới mang cho họ nước từ cái hòn đá. Thì hóa ra họ khát Thiên Chúa và họ không biết, giống như là họ khát nhưng họ không biết là họ khát cái người có thể mang đến cho họ nước được. Khát nước nhưng họ không nhận ra rằng họ đang khát Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, chúng ta gặp người đàn bà Samaria đối thoại với Chúa. Cuộc đối thoại này bắt đầu khi Chúa xin bà một miếng nước. Chúa khát nước, nhưng bà không biết rằng việc Chúa khát nước, Chúa cũng có mục đích rằng qua dù việc khát nước này, Chúa gợi lên cho bà sự khao khát Thiên Chúa mà bạn không nhận ra. Cho con nói về khía cạnh lịch sử và tôn giáo bây giờ. Người Samaria được coi là những người ngoại bang. Thành ra những người Do Thái được khuyến khích là đừng nói chuyện với họ. Không những vậy, người phụ nữ Samaria sở dĩ bà đi lấy nước buổi trưa
cũng có mục đích tại vì bà sợ gặp những người Samaria khác. Chúng ta gồm những lời lại, chúng ta mới thấy rằng cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu và bà Samaria là một cuộc nhân rộng ra, Chúa mở rộng ra, mời họ, mời bà nói về việc bà đang khác một đấng. Chúng ta đang nghe trong bài tin mừng, bà nói người Do Thái nói cầu nguyện nó thờ phượng Chúa bên kia mà chúng tôi thờ phượng Chúa bên đây. Chúng ta phải hiểu đó cũng diễn tả cho bà sự khao khát được phụng thờ Thiên Chúa. Thành ra Chúa Giêsu dùng cái nước để khơi mào cuộc nói chuyện và chỉ cho bà tôi nhờ bà miếng nước nhưng bà sẽ nhờ tôi để qua đó cái khơi khát của tâm hồn của bà được thỏa mãn. Và cuối cùng Chúa nói với bà cơn khát được thờ phượng của bà được thỏa mãn khi bà thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và trong sự thật. Và đây sẽ là điểm con kết thúc bài giảng. Sự thật, thờ phượng Thiên Chúa trong sự thật để giải thoát cơn khát của tâm hồn. Thời buổi ngày nay chúng ta rất có nhiều tin tức online, nói tin tức cũng đúng, tại là đọc tin mình đọc tức không ạ. Có nhiều tin mình đọc ra mình thấy không đúng mình tức, mà những cái tin đúng mình cũng tức. Nhưng Thiên Chúa nói chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý, trong tinh thần và trong sự thật. Tại thờ phượng Thiên Chúa trong thực thật nghĩa là gì? Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi thứ, không những về thể xác nhưng qua vấn đề đầu óc chúng ta có khả năng suy nghĩ và khả năng nhìn nhận sự thật. Thì chỉ qua sự thật chúng ta mới đến để gặp gỡ và từ đó thờ phượng Thiên Chúa. Bắt nguồn của sự thật là vì chúng ta nhận thấy ra rằng những gì chúng ta đang làm cuộc sống. Điểm đầu tiên của sự thật là chúng ta nhìn vào cuộc sống chúng mình. Tôi đang sống như thế nào dựa trên những chân lý, những sự thật mà chúng ta đang biết qua giáo hội. Khi nào mà sự thật của chúng ta không giống như sự thật của tin mừng, của chân lý của giáo hội dạy, thì lúc đó chúng ta vẫn chưa có thờ phượng Thiên Chúa. Một khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đang cố tình làm cho chúng ta càng khác trong tâm hồn chúng ta hơn. Chúng ta khác tại vì chúng ta ở đây, là chúng ta mới thấy chúng ta đang khác một cuộc sống tâm linh, chứ không chúng ta đây làm cái gì. Chúng ta làm mọi việc đều có mục đích đó chúng ta ăn, nhưng tâm hồn chúng ta luôn khao khát một sự nào đó mà ham muốn của đời, tiền bạc, danh vọng, sắc dục không trả lời được. Chúng ta có mặt ở đây, chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa khao khát ngài, nhưng chúng ta khao khát là một chuyện, chúng ta có thờ phượng ngài hay không để ngài qua đó mới giải tỏa cơn khát của tâm hồn chúng ta. Một khi nào chúng ta còn dối lừa sự thật, không nhìn nhận sự thật của chính con người mình, thì lúc đó tâm hồn chúng ta sẽ luôn luôn khác và chúng ta chỉ tìm những cái khác để tưởng rằng chúng ta có thể giải tỏa được tâm hồn, nhưng không phải. Bài tin mừng và bài đọc bộ ngày hôm nay không chỉ chú trọng đến các tuyển nhân và mỗi người chúng ta. Qua lời Chúa, qua những lời chúng ta cầu nguyện, xin Chúa là đấng sự thật soi sáng mọi người chúng ta, giúp chúng ta nhận thấy sự thật, đâu là sự thật trong cuộc sống, đâu là sự giả dối trong cuộc sống, để chúng ta mời gọi sự thật đến, để qua đó tâm hồn của chúng ta được giải tỏa cơn khát. My own friends in Christ, today's gospel and today's readings are aimed and they are chosen to help those who are to become Catholics. And one of the central teaching for today is that you and I
we say a lot of prayers, we do a lot of things to serve the Lord, but do we do so with truths, or we lie and we think that those who serve God? As you and I know, that God gives us the capacity to realize what is true and what is false. And when we once realize that we have some false in our life, we can worship God and we can love Him truly, not only by our actions, but realizing that we should live our life according to His truths and what His teachings that we receive from the church.